ca sĩ Đan Nguyên có vợ chưa? Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Thành Đan, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giọng hát khỏe, trầm ấm, nồng nàn, trong các ca khúc trữ tình, hợp cùng phong cách ăn mặc lịch lãm và ngoại hình đầy nam tính đã đưa tên tuổi ca sĩ Đan Nguyên trở thành một trong những tiếng hát hàng đầu và được yêu thích nhất từ hải ngoại về đến quê nhà. Ngoại hình với dáng chuẩn nam tính là một trong những yếu tố thu hút người hâm mộ. Đan Nguyên rất mê thể thao, món nào cũng chơi được. Mỗi tuần Đan Nguyên có đi đá banh khoảng 3 ngày và thường xuyên đi tập gym, nên dù đã ở độ tuổi U40 nhưng Đan Nguyên vẫn giữ được cơ thể săn chắc tráng kiện. Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Đan Nguyên cho biết Đan Nguyên còn lo cho mẹ và gia đình nên chưa dám nghĩ đến chuyện này, nhưng mà duyên số thì khó nói lắm. Đôi lúc mình mơ ước cho lắm, nhưng đấy về không được như ước mơ thì khổ nên không dám mơ mộng nhiều. Đan Nguyên có thích đi du lịch, chơi thể thao, xem phim, đi biển ban đêm, đi tìm những nhà hàng ngon lạ, tụ tập bạn bè ăn uống tâm sự. Năm 1998, anh cùng mẹ và hai em gái, một em trai sang định cư ở Hoa Kỳ theo diện rover. Hiện nay Đan Nguyên thường xuyên góp mặt trong các chương trình đại nhạc hội của trung tâm ESA, cũng như đoàn nghệ sĩ của trung tâm ESA sang Anh, Canada và Úc lưu diễn. Năm 2006, Đan Nguyên bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại hải ngoại, đã chiếm được tới 4 giải nhất, 1 giải nhì, trong tổng cộng 6 cuộc thi từ Bắc Cali tới Nam Cali. Trong lần gặp gỡ ca sĩ Trish Thùy Trang tại một đại nhạc hội ở San Jose, Đan Nguyên đã nhờ Trish đưa CD của Đan đến tận tay Trúc Hồ và Thi Vân, giám đốc trung tâm ESA. 2 ngày sau thì Đan Nguyên nhận được điện thoại của Trúc Hồ mời Đan Nguyên đến thử giọng. Đan Nguyên bay xuống ngay ngày sau đó và thâu giữ giọng bài Xin Làm Người Xa Lạ. Giọng ca đặc biệt ấy đã khiến trung tâm ESA chú ý và mời trình diễn trong chương trình ESA 55 Hát Với Thần Tượng, thu hình mùa hè năm 2007. Trong lần đầu tiên xuất hiện đó, anh đã gây dấu ấn với khán giả khi song ca thành công cùng ca sĩ Chế Linh, nhạc phẩm nổi tiếng thời đó của nhạc sĩ Trúc Phương. Từ đó, Đan Nguyên bước vào con đường ca hát và mau chóng chiếm được sự ái mộ của rất nhiều người. Đầu năm 2016, Đan Nguyên bắt đầu cộng tác với trung tâm Thiên Nga từ cuốn Berry Benai 118, 50 năm âm nhạc Đức Quy.